đây hiện tại trên tay mình đang cầm một chiếc iPhone 13 hàng zin nguyên bản hình thức đẹp keo nhé. Tất cả các cái chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây các bạn thể nhìn, nó không có một vết xước sát nào cả. Ngày trước khách mua nó cũng là hàng zin nguyên bản hình thức đẹp keo. Đó, khách dùng sau một thời gian này, hình thức nó vẫn thế. Soi qua phần khay sim này thì quỳ tím vẫn trắng này. Ốc này vẫn còn nguyên tem này, thế nên không cần phải mở ra để kiểm tra bên trong. Chỉ cần test chức năng thôi tại vì cây máy này của khách là hết bảo hành rồi. Cường lực khách vẫn còn dán này nhá. Đó. Thì cây máy này đấy Bây giờ tại thời điểm này mình đang bán giá niêm yết ở trên web là 10 triệu 9 Thì cây máy này khi khách mang qua bên mình lên đời đấy, Bọn mình sẽ nhập lại đúng bằng giá niêm yết ở trên web Đấy là 10 triệu 9 Không trừ bất cứ một đồng nào cả Khách mang cây máy này qua để lên đời cây iPhone 13 Pro Cây iPhone 13 Pro trắng của khách ấy Giá là 12 triệu 8 Thì sẽ lấy 12 triệu 8 Trừ đi 10 triệu 9 Cộng thêm 500 nghìn phí lên đời Nhưng bù lại cây máy mới sẽ được reset bảo hành Theo cây máy cũ có nghĩa là cây máy cũ của khách mua bảo hành một năm, khách dùng 2 năm là hết bảo hành rồi đúng không? Khách mang quay lại lên đời, khách chỉ cần bù 2 triệu tư là cây máy mới sẽ lại được bảo hành lại một năm mà không cần phải mua thêm bảo hành, mặc dù cây máy cũ của khách là hết bảo hành rồi. Thì ở đây mình nói đấy là tất cả những cây máy mà bên mình bán ra đấy, các bạn có thể dùng thoải mái, dùng thoải mái không giới hạn thời gian, mang quay lại để lên đời thì cây máy mới sẽ được bảo hành lại theo cây máy cũ. Nếu ngày trước cây máy cũ của các bạn là bảo hành mặc định thì cây máy mới sẽ được bảo hành mặc định. Nếu ngày trước cây máy cũ của các bạn bảo hành một năm thì cây máy mới sẽ được bảo hành một năm. Thì ở đây mình nói đấy là tất cả những chiếc máy kể cả những chiếc máy hàng zin nguyên bản hình thức đẹp keng lẫn những chiếc máy hàng thanh lý, những chiếc máy hàng thanh lý cũng được áp dụng cái chính sách đấy. Đấy là hậu mãi, hậu mãi là áp dụng cho toàn bộ tất cả mọi sản phẩm mà bên mình bán ra nhé Những chiếc máy hàng thanh lý bao gồm những chiếc máy đấy là fix hình thức này Những chiếc máy sửa chữa trên main này Những chiếc máy thay thế trên các cái linh kiện Hoặc là sửa chữa trên các cái linh kiện Thì bọn mình sẽ đều áp dụng cái hậu mãi đấy Ví dụ như ở đây Mình đang có một chiếc máy không phải là hàng đẹp keng Mặc dù nó là hàng di nguyên bản Tại vì cái hình thức của nó đấy Nó có những cái vết xước sát Tất cả các cái chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường nhưng hình thức của nó không đẹp keng như cái máy mình vừa quay đây các bạn thể nhìn Đây nó có một cái vết xước này Đó Thì cây máy này đấy Nó sẽ được giảm đi khoảng tầm 6-700 nghìn bảy 700 nghìn Nhưng khi các bạn mua cây máy này đấy Sau này các bạn mang quay lại các bạn lên đời đấy Thì ví dụ như cây máy đấy Tại thời điểm đấy mình bán là 12 triệu Thì khi các bạn mang quay lại lên đời đấy Thì các bạn sẽ phải lấy giá niêm yết ở trên web là 12 triệu Trừ đi 6-700 nghìn mà tại thời điểm này các bạn được giảm có nghĩa là bạn sẽ phải trả lại mình cái khoản tiền mà mình đã giảm cho cây máy đấy tại thời điểm ngày hôm nay thế nên là so giữa một cây máy hàng đẹp keng và một cây máy hàng thanh lý thì khi lên đời đấy khoản tiền tranh lệch các bạn bù ra là tương đương các bạn hình dung không là tương đương thế nên là mình khuyên thật các bạn một điều nhé nhiều bạn rất nhiều bạn đang cơ hỏi mình đấy là hàng thanh lý bên anh nó có không em rất thích hàng thanh lý em muốn săn hàng thanh lý tại vì cái điều kiện kinh tế của em không cho phép em mua những cái máy hàng đẹp keng thì mình khuyên thật nếu bạn muốn sử dụng lâu dài thì bạn nên chọn những cái máy mà thanh lý theo kiểu đấy là phích tiền hình thức. 6 700 000 so với 10 triệu là nó khoảng tầm 6 7% rồi. Chứ đừng chọn những cây máy sửa chữa ở trên bên. Có nhiều bạn đã từng mua những cây máy sửa chữa ở trên bên, thấy nó dùng ok và nghĩ đấy là ôi sửa chữa trên bên nó dùng vẫn ok mà. Rồi đấy là lại đi tìm những cây máy sửa chữa trên bên để mua cho người thân bạn bè thì mình khuyên thật là không lên nhá. Tại vì sao? Tại vì những cây máy đã sửa chữa ở trên bên hay sửa chữa ở trên các cái linh kiện ấy cái độ bền của nó đấy không thể nào so sánh được với hàng zin nguyên bản các bạn cứ nhớ một điều này như thế nó không so sánh được với hàng zin nguyên bản mà sau này khi các bạn mang quay lại bên mình để lên đời thì bọn mình sẽ vẫn trừ cái khoản tiền ngày trước các bạn được giảm ví dụ như là sửa trên bên được giảm hai triệu rưỡi sau này bạn mang qua bạn lên đời cho bên mình thì sẽ lại phải trả lại mình hai triệu rưỡi đấy mà vẫn phải trả lại hai triệu rưỡi đấy cái tiền tranh lệch bù ra vẫn như nhau mà trong khi các bạn sử dụng cây máy đấy nó không an toàn một chút nào đấy là mình nói thật đây là chia sẻ thật nhá. Còn ở đây cái hậu mãi mình hỗ trợ cho tất cả những cái sản phẩm bên mình, mình bán ra, kể cả những cái máy hàng thanh lý. Sửa chữa trên main hay là sửa chữa trên linh kiện hay là những cây máy mà fix tiền hình thức, bọn mình đều hỗ trợ hết. Nhưng mình khuyên thật các bạn, nếu chưa có điều kiện kinh tế thì nên chọn một cây máy đến là được fix tiền hình thức chứ đừng chọn một cây máy sửa chữa ở trên mền. Thế nhá.